Hello, xin chào toàn thể anh em đầu tư bất động sản trong cả nước. Xin chào toàn thể anh em đầu tư bất động sản liền kề khu công nghệ cao Hòa Lạc. Mình là bất động sản Thạch Thất đây. Mình trân trọng gửi đến các bạn một số cái thông tin về thị trường bất động sản liền kề khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện tại mình đang có mặt ở mặt đường 21A, đoạn ngã tư Hòa Lạc cũ, gần chợ Hòa Lạc các bạn nhé. Như các bạn đang theo dõi ở đây thì bên tay phải là khu công nghệ cao Hòa Lạc và bên tay trái là khu đô thị Hòa Lạc các bạn nhé. Từ ngã tư đèn đỏ này hất lùi trở lại thì bên tay phải là khu công nghệ cao Hòa Lạc và bên tay trái là khu đô thị Hòa Lạc. Khu công nghệ cao Hòa Lạc thì đã giải phóng được và hoàn thiện hạ tầng được 95% rồi. Còn khu đô thị Hòa Lạc thì mới làm được có khu đô thị đại học thì mới làm được có 30% các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ phải để vào khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420 hay còn gọi là khu tái định cư Bình Yên các bạn nhá. Như các bạn nhìn thấy thì đây là ngã tư Hòa Lạc cũ hay còn gọi là phố Hòa Lạc. Ngày xưa thì ở quê mình hay gọi đây lên đây là lên phố các bạn nhé. Đây gọi là phố Hòa Lạc các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy thì hai bên thì cửa hàng rất là dày dít, rất là dày, chi chít luôn. Ở đây thì kinh doanh cực tốt các bạn nhé. Và mình sẽ quay cho các bạn xem là từ ngã tư Hòa Lạc này đến khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420 thì bao xa và đi hết bao lâu các bạn nhé. Cái giá đất ở mặt đường tỉnh lộ 420 này thì đang có giá là từ 18 đến 25 triệu một mét vuông tùy theo vị trí căn thửa. Cái giá từ 18 đến 20 là cái giá bình thường các bạn nhé. Giá bình thường, những lô bình thường. Còn những lô góc và những lô đẹp thì nó lên đến 22 và 25 triệu một mét vuông. Đường tỉnh lộ 420 thì đã được nhà nước phê duyệt, ký quyết định cải tạo nâng cấp mở rộng thành đường hai làn từ tháng 6 năm 2007 và được phê duyệt chỉ giới đường đỏ vào tháng 7 2019. Thì thành phố Hà Nội đã có dự định là sẽ khởi công và cải tạo đường tỉnh lộ 420 vào 2020. Do một số cái vấn đề bất cập như thể là dịch Covid và một số cái bất trắc nó hi hữu, không lường trước được, thì hiện tại đường 420 đang chưa khởi công được. Đó thì chắc là phải qua đại hội đảng thì đường 420 mới có thể là triển khai được. Vì thế cái thời điểm này thì rất nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, rất nhiều nhà đầu tư đã lên tranh thủ cái thời gian này là họ lên gom hàng, gom bất động sản theo cái mặt đường tỉnh lộ 420, dẫn đến là cái đất ở mặt đường tỉnh lộ 420 thì đang có chiều hướng là tăng, đang có chiều hướng là tăng và có thể là sốt vào cuối năm 2020 và đầu 2021. Vì thế các bạn nào mà có nhu cầu đầu tư đất ở mặt đường tỉnh lộ 420 thì các bạn cũng nên là tranh thủ đi xem đất và gom hàng ngay từ bây giờ các bạn nhé. Và bây giờ thì mình đã đến khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420. Như các bạn nhìn thấy thì bên tay phải đây, bắt đầu từ cái lá cờ màu đỏ này, như các bạn nhìn thấy từ lá cờ màu đỏ bên tay phải đây, đây cái đường đây, thì là đã là khu tái định cư Nam Tỉnh Lộ 420. Như các bạn nhìn thấy thì bên tay phải các bạn thì đã có rất nhiều nhà dân ở. Đó các bạn nhìn thấy nhá, rất nhiều nhà dân ở.
Đó. Và như thế là mình đi chưa đầy 5 phút, chỉ khoảng 4 phút là đã đến khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420. Nếu như các bạn thấy thì là cái thời gian đi là quá ngắn, đấy là do là mình đi ô tô là còn rất là nhanh. Đi ô tô là đấy, ô tô là nó là cái phương tiện ấy đấy, vì thế đi là rất là chỉ đi có một tí thôi đã đến khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420 rồi. Các bạn nên là các bạn yên tâm khi đầu tư ở khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420. Khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420 thì có tổng diện tích là 36 ha, là khu tái định cư được thành phố Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất xây dựng lên để cấp cho những hộ dân mất đất trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, gọi là khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420, hay còn gọi là khu đô thị mới Bình Yên các bạn nhé. Khu tái định cư này thì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện được đến 70% rồi, còn 30% là chưa hoàn thiện do một số nhà dân là chưa ký nhận đền bù. Đó. Và cái khu này thì các bạn ở đã rất là ok rồi các bạn nhé. Các bạn ở thì rất là ok rồi. Và giá đất ở khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420 này thì đang có giá là từ dao động từ 10 cho đến 15 triệu mét vuông tùy theo vị trí lô thửa các bạn nhé. Rồi, khi đến đây mình xin tạm dừng clip ở đây. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.